Ủa cô, cái chợ bên kia là chợ gì cô? Chợ nhỏ hay là chợ đuổi? Chợ vườn chuối. Chợ cái hẻm bên kia đó, hẻm thông quanh đó. Là nó kêu là chợ hộp, nhưng mà con băng qua bển nó đụng những chịu đó là chợ vườn chuối. Bên đó mới là chính thức là cái chợ. Bên đây là vòng ngoài của chợ. Đúng rồi. Ủa con nhiêu tiền? 8 ngàn. Ủa rồi cái chợ đuổi là ở đâu con? Chợ đuổi con đi ra đây, rồi quẹo ra giỡn tầng đó. Dạ. Dạ. Lên mình có cái ngã tư đó. Dạ. Em chào các anh chị và các bạn. Để tiếp nối hành trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi một dọc theo tuyến đường Phan Đình Phùng. Là đường Nguyễn Đình Chiểu ngày nay thì ngay giao lộ của đường Phan Đình Phùng và Nguyễn Đình Chiểu. Ở Phan Đình Phùng và Lê Văn Việt thì chúng ta có cái tượng đài của nhà sư Thích Quảng Đức ngày xưa, và bây giờ bên đây là cái công viên, và để làm một cái tượng thờ cho nhà sư này. Chúng ta đang ở ngay cái góc đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, là cách mạng 8 và Nguyễn Đình Chiểu ngày nay, để các anh chị các bạn chúng ta hình dung được cái địa điểm ngày xưa. Đây có cái cây rất là lớn, là cây ba đậu. Cái bà đậu hay là cái đa nữa. Giờ nó có trái rồi nè. Cái gốc rất là lớn luôn. Đây cũng có các khách du lịch họ đi tham quan một vòng Sài Gòn. Rồi hành trình chúng ta sẽ đi một dọc theo cái đường Phan Đình Phùng. Đường này thì đường một chiều thôi. Theo hướng ngược lại thì chúng ta sẽ không có đi được, mình đi theo xuôi chiều này đi đến đường Điện Biên Phủ, nhưng mà chúng ta sẽ đi đến cái đường đây là đỏ mà. Chúng ta sẽ đi đến cái chợ nhỏ nhỏ đây cũng có cái tháp thờ Thích Quảng Đức, Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Ở đây cũng có rất là nhiều công trình của ngày xưa vẫn còn. Ở bên đây chúng ta thấy những cái nhà cấp 4, nhà tôn. Nay có dịp cuối tuần thì rảnh rỗi em dẫn các anh chị và các bạn đi tham quan Sài Gòn, khám phá những cái hẻm xưa, chợ nhỏ. Ở đây là nhà thiếu nhi quận 3, nhưng mà có lẽ ngày xưa không biết là công trình gì ha. Ta thấy cái nền này được nâng lên rất là cao so với ngày xưa rồi. Ở đây thì chúng ta có chợ vườn chiếu, chợ vườn chuối, cư xá Đô Thành. Ở đây các cửa hàng đây bán rất là nhiều đồ về dụng cụ may mặc như kim chỉ, rồi mannequin, rồi nói chung dụng cụ thời trang rất là nhiều. Dọc theo cái ngày xưa là theo cái chợ đuổi, nhưng mà bây giờ thì ngôi chợ đó mình không thấy nữa ha. Chợ đó phải hỏi những người xưa, người ta mới biết. Lúc nãy thì em không có thấy người xưa mà thấy một chú bảo vệ thôi. Chú bảo vệ thì họ làm nay đây mai đó nên nhiều khi họ không có rành, trừ khi họ là người địa phương thôi. Mình đi tí nữa thì sẽ đến cái hẻm nhỏ nhỏ, hẻm 189 thì phải. Hôm bữa em có chạy xe vô rồi, nhưng mà chúng ta đi nhanh quá mình nhìn không rõ đâu ha. Hôm nay mình đi cùng nhau khám phá
Đây có cái nhà xưa xưa nè, cái nhà này nhìn là biết từ năm 75 rồi nè, nhìn cái mái nhà nó biết rất là xưa cũ rồi. Con đường này cũng rất là mát. Chúng ta thấy bên kia có cái hẻm lớn lớn, giờ mình đi vô đó khám phá nha. Như hôm nãy em nói lộn, không phải là 189 mà là 289 thì phải. Đây có cái cây xăng, cây xăng ở Việt Nam. Bên đây có cái đường Nguyễn Thượng Hiền, một con đường rầy xe lửa ngày xưa. Đây có cái cụ bà bán hoa rất là lớn tuổi rồi. Bà đang lê quay với cái hoa của mình, nhưng mà em không có mua hoa nên không tiện hỏi, mình không có mua mà hỏi thì kỳ. Anh chị bạn thông cảm nha. Đó, chúng ta nhìn qua đây thấy ngôi chợ, chợ trong hẻm thôi, hẻm 289, hẻm cũng rất là đông nè. Chúng ta cùng nhau đi vô hẻm nha, để xem trong hẻm này có cái giống như mấy cái chợ khác không ha. Rồi, ta tìm đường mình qua đường nha, đợi bán bán xe mình qua. Đu đủ. Lần đầu tiên đi chợ chợ này mới buổi sáng này nhé. Đây có cái miếu nè. Miếu Ngũ Hành. Thank you.
tâm bầu bảo lâm đạo của anh chị nha. Ca sĩ đường phố ta đi buổi trưa, nay chúng ta đi buổi buổi sáng. Nhìn thì nhìn chung chợ này cũng nhỏ thôi, mà để kiếm ai hỏi thăm chợ này là chợ gì. Qua đây mua trái bơ. Trái bơ tròn tròn nhưng mà bơ đây thì không có bự. Chúng ta đi đây là hết chợ rồi. Nhìn chung thì chợ này cũng không có lớn ha, chợ nhỏ thôi. Ra đây là đường Trần Quý Cáp rồi. Ở đây ngày xưa nổi tiếng món cơm tấm Trần Quý Cáp. Đây là xe nho với lại ổi cam. Theo đường này là đường Trần Quý Cáp đi đến đường Lê Văn Việt nè. Bên đây là chúng ta đi thẳng qua đây là cái hẻm cây đa ngày xưa đây. Bên đây có cái miếu Nguyễn Hành, có miếu thờ miếu bà. Định mua trái chanh dây nhưng mà cái chợ này họ không có bán cái trái đó. Đây có quán hủ tiếu Mỹ Kim. Ngày xưa có một cây đa rất là lớn nhưng mà bây giờ chắc là không còn. Đây có ngã ba và cái miếu Ngũ Hành. Và thẳng đường này chúng ta sẽ đi ra đường Nguyễn Thị Minh Khai và là đường Hồng Thập Tự năm xưa nè. Hôm bữa đường này mình có chạy xe đi rồi nè. Theo tìm hiểu trên mạng thì cái chợ lúc nãy chúng ta đi qua đó là cái chợ nhỏ ở hẻm Nguyễn Đình Chiểu. Thông qua hẻm cây đa, hẻm này là hẻm cây đa nè. Gửi đến các anh chị và các bạn những hình ảnh của Sài Gòn ngày nay và chúng ta gợi nhớ đến một số hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa. Đồng đá có bông cơm không con? Dạ. Đồng đá có bông cơm không? Có đây sao? Bán cơm, có bán cơm không?
là con ốm lạnh đó. À chúng ta hỏi ở đây cho. Đó là lấy con hũ xin gum. Cô E đi con. Ủa cô cái chợ bên kia là chợ gì con? Chợ nhỏ hay là chợ đuổi? Chợ cái hẻm bên kia đó, hẻm thông quên. Đó là nó kêu là chợ hộp nhưng mà con măng qua bển nó đụng những chịu đó là chợ đường chuối. Bên đó mới là chính thức là cái chợ. Bên đây là vòng ngoài của chợ. Đúng rồi. Ủa con nhiêu tiền? Ủa rồi cái chợ đuổi là ở đâu con? Chợ đuổi con đi ra đây rồi về em ra giỡn tầng đó. Dạ. 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 Tức là ra đây. Dạ biết rồi. Con quẹo. Dạ. Dạ. Cái hạng 8 là con phố qua cái ngân hàng lớn đó là hồi xưa nó là chợ đuổi. Ủa giờ đâu có còn đâu hả? À thì nãy con đi ngang đó rồi mà con không thấy cái hẻm chợ đuổi đâu hết á. Cái ngân hàng mua hết, mua đất cái chợ đuổi đó. À vậy là ngân hàng lắp cái chợ luôn rồi. Ừ. À rồi, cảm ơn con. Nhìn lại mà không thấy đâu hết trơn. Đọc trên mạng coi mà không thấy. Rồi cảm ơn cô. Rồi một số hình ảnh ở Sài Gòn gửi các anh chị và các bạn. Chúc anh chị và bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nha.